Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Miền rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bệnh vô sinh hiếm muộn là một vấn đề rất nhức nhối hiện nay, nhưng để phát hiện ra bệnh và sớm có những phương pháp điều trị kịp thời thì rất khó, bởi vì tính tế nhị cũng như là sự e dè, lo ngại của người mắc phải. Chính vì thế, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn, và bác sĩ cũng đang là giám đốc của phòng khám FAA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình và có mặt ngày hôm nay. Vâng, chào MC Thúy Miền. Chào tất cả các quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình IDC Live. Vâng, thưa bác sĩ, tuần vừa qua thì chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của vị khán giả. Đó là của chị Mai Oanh, 27 tuổi, sống tại Hà Nội. Có câu hỏi như sau: vợ chồng em lấy nhau được gần 6 tháng rồi mà vẫn chưa có con. Em đã đi khám, chụp tử cung vòi trứng thì thông hạn chế, còn lại xét nghiệm nội tiết, kết quả đều bình thường. Chồng em khám làm xét nghiệm tinh dịch đồ, kết quả là chỉ có 25 triệu con tinh trùng, và trong số đó thì chỉ còn 30% còn sống. Cho em hỏi là nếu vợ chồng em thực hiện kỹ thuật IUI, kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì có được không? Em cảm ơn bác sĩ. Vậy thì đầu tiên thì để cho khán giả của chương trình có thể hiểu rõ về vấn đề mà chúng ta bàn tới ngày hôm nay thì bác sĩ có thể nêu khái quát về cái bệnh tinh trùng yếu là gì và kỹ thuật bơm tinh trùng vào tử cung là như thế nào, thưa bác sĩ? Cảm ơn chương trình đã gửi câu hỏi của bạn Mai Oanh đến chuyên gia. Thì về trường hợp của bạn Mai Oanh thì chúng ta đang có 3 vấn đề tất cả. Vấn đề đầu tiên là bạn Mai Oanh có các cái chụp X-quang tử cung vòi trứng thì hai vòi trứng là thông hạn chế. Đấy, về trường hợp về thông hạn chế thì trong 2 năm qua mình điều trị thành công cho 268 cặp vợ chồng tất cả, thì cũng có khoảng 15 cho đến 20 bạn là gì? Là có được cái vòi trứng là bị thông hạn chế. Thì sau đó thì mình điều trị thì hoàn toàn có thai được tự nhiên. Như vậy thì trường hợp của bạn Mai Oanh thì có thể sẽ có thai được tự nhiên, hoặc là gì, bơm IUI thì đều được. Đấy, đều có khả năng có thể sinh con được. Ngoài ra thì vấn đề của chồng đó là gì? Đi xét nghiệm tinh dịch đồ là 25 triệu con, trong đó tỷ lệ sống khoảng 30%. Như thế thì số lượng tinh trùng sống sẽ rơi vào khoảng độ trên 6 triệu tinh trùng. Thì với những trường hợp mà có thể tiến hành được IUI thì trên 5 triệu tinh trùng là chúng ta đã có thể tiến hành bơm để tỷ lệ thành công của nó cao rồi. Đấy, về cái tiêu chuẩn của cái tinh trùng yếu ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào rất nhiều những cái tiêu chí. Đấy, ví dụ như là đầu tiên phải nói đến kể đến đó là gì, về thể tích chẳng hạn. Về thể tích thì thường thường là sẽ phải khi một cái mỗi lần xuất tinh ra thì nó phải trên 2,5 ml. Thì nếu mà dưới 2,5 ml, hoặc là thì có một số những trường hợp có những bạn gửi tin nhắn đến cho mình hỏi thì chỉ ra có vài giọt tinh trùng thôi, tinh dịch thôi, thì lúc đó thì nó rất là ít, và cái số lượng thì qua đó thì nó cũng sẽ kém. Thế nên đầu tiên chúng ta sẽ kể đến đó là thể tích khi mà thì tinh dịch xuất ra. Đó. Thứ hai nữa đó là gì? Đó là do màu sắc. Bình thường lượng tinh trùng mà cái màu sắc khi mà xuất ra thì nó sẽ giống cái màu trắng sữa đấy, đục. Còn một số những trường hợp các anh nam giới mà xuất tinh ra, một là tinh dịch rất là trong như nước, kiểu là nước lã của chúng ta bình thường ấy, thì số lượng cũng rất là ít đấy. Thứ hai nữa, một số trường hợp thì lại xuất tinh trùng ra thì lại màu sắc màu vàng đấy, có những cái màu vàng, tức là đôi khi thì các anh kiêng quá lâu mà không xuất tinh trùng ra thì tinh trùng nó cũng sẽ có những cái màu vàng, hoặc là gì, một số trường hợp lại có những cái màu không phải màu trắng đục mà là màu xanh ở gặp ở trong một số những trường hợp là viêm, bị viêm mủ
Đấy thì cũng gây ra cái gì? Cái tinh trùng yếu. Ngoài thể tích này, màu sắc thì chúng ta sẽ kể đến cái số lượng của tinh trùng. Bình thường để mà có thai được tự nhiên thì cái số lượng của tinh trùng nó sẽ rơi vào khoảng trên 39 triệu tinh trùng. Đấy thì trường hợp như của chồng bạn Oanh là tinh trùng dưới 25 ở khoảng 25 triệu con thì cũng là gì? Là số lượng là ít. Đó. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ quan tâm đến số lượng tinh trùng tiến tới. Thường thường số lượng tinh trùng tiến tới, đặc biệt là gì? Số lượng tinh trùng tiến tới nhanh, nó phải trên 32%. Đấy thì mình phải xem là cái số lượng tinh trùng tiến tới nó có đạt được hay không. Nếu mà gì dưới 20 dưới 32% thì cái di động của nó cũng kém và cái tỷ lệ mà gì có thai tự nhiên nó cũng sẽ khó hơn. Đấy. Và một cái chỉ tiêu tiếp theo nữa đó chính là cái tỷ lệ sống. Tỷ lệ sống của tinh trùng thường thường sẽ phải trên 58%, còn trường hợp của chồng bạn Oanh đây là gì, là 30%, thì cũng là gì, cũng là hơi ít đó. Và cái một cái chỉ số cũng rất là quan trọng nữa mà các bác sĩ thường hay quan tâm đó chính là gì, cái tỷ lệ dị dạng của tinh trùng. Bình thường theo WHO năm 2010 là mới nhất thì tỷ lệ tinh trùng dị dạng tinh trùng bình thường sẽ lớn hơn khoảng 4%, 4% trong tổng số. Thì nếu mà đạt được 3% cũng rất là ok rồi, nhưng mà chỉ một số trường hợp thì dị dạng 100% hoặc là gì tỷ lệ bình thường nó chỉ có 1% đến 2% thì cái tỷ lệ mà có thai tự nhiên cũng gì cũng rất là thấp. Đấy, và thì để đánh giá được là tinh trùng có yếu hay không yếu thì các bác sĩ sẽ dựa vào gì rất nhiều cái chỉ số thì khác nhau, các tiêu chuẩn khác nhau để chúng ta đánh giá. Và như thế thì chúng ta có thể so sánh này, trường hợp của chồng bạn Oanh ở đây là tinh trùng đang là số lượng ít và thì cũng tỷ lệ sống là kém. Vâng, và đối với trường hợp của chị Mai Oanh thì cái việc mà sử dụng kỹ thuật IUI bơm tinh trùng vào tử cung thì có phải là cái biện pháp tốt nhất không thưa bác sĩ? Bơm tinh trùng vào buồng tử cung cũng là viết tắt là IUI thì cũng là một cái thủ thuật là thụ tinh nhân tạo. Về trường hợp để làm gì? Tức là thì các bác sĩ sẽ tính toán được cái giờ trứng rụng. Sau đó là thì chúng ta sẽ dự trữ tinh trùng trong khoảng độ 3 đến 5 ngày và thì lấy cái tinh trùng của người chồng ra riêng, sau đó chúng ta sẽ quay ly tâm rồi lọc các tinh trùng khỏe bằng các nghiệm pháp như stream, tức là gì để những con tinh trùng khỏe nó bơi bơi ngược lên trên. Đấy, sau đấy là chúng ta sẽ lấy những con tinh trùng khỏe này và bơm trực tiếp vào buồng tử cung của người vợ thì những cái tỷ lệ có thai thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và thường thường sẽ áp dụng cho những cái trường hợp ví dụ như là tinh trùng yếu đấy, hoặc là gì rối loạn phóng loãn ở của người phụ nữ buồng trứng đa nang đấy, mà khó có con được tự nhiên đấy thì cũng sẽ làm được cái nghiệm pháp bơm IUI này. Và với trường hợp của bạn Mai Oanh thì tỷ lệ tổng số là 25 triệu con và cái số tinh trùng sống được 30%, như thế nó cũng rơi vào khoảng độ trên 6 triệu con tinh trùng sống thì cũng có thể làm được cái phương pháp bơm IUI này. Vâng, vậy thì có những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng tinh trùng yếu ở nam giới thưa bác sĩ? Về trường hợp về tinh trùng yếu thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Có thể nguyên nhân tại cơ thể của chúng ta, ví dụ như là nguyên nhân trực tiếp ở tinh hoàn chẳng hạn, thì sẽ có những trường hợp một số bạn bị tinh hoàn ẩn hoặc là gì không có tinh hoàn hoặc là bị teo tinh hoàn. Đấy, trong những một số các bạn bị quai bị thì có thể bị viêm tinh hoàn di chứng thì sẽ không sản xuất ra tinh trùng. Đấy, thì trường hợp đó thì chúng ta hoàn toàn là không có tinh trùng. Một số bạn thì lại có tinh hoàn có sản xuất ra tinh trùng nhưng mà cái đường ra thì nó lại bị tắc. Đấy, thì cũng gây ra là khi mà xuất tinh ra thì trong tinh dịch sẽ không có tinh trùng hoặc là bị hẹp cái ống cái đường dẫn tinh trùng ra thì cái số lượng tinh trùng cũng sẽ ít. Có thể nữa đó chính là đôi khi thì liên quan đến những cái thói quen ăn uống hàng ngày của các đấng mày râu, ví dụ như là bia rượu này, rồi đặc biệt là thuốc lá. Thuốc lá trong đó nó có nicotine thì nó làm giảm trực tiếp 27% cái cả số lượng chất lượng cũng như là độ di động
của tinh trùng mà làm tăng cái tỷ lệ dị dạng lên của tinh trùng. Đấy. Ngoài ra thì đôi khi những cái thói quen về thức khuya, stress, uống cà phê trong đó đặc biệt là có caffeine đấy, cũng gây ra thì giảm cái chất lượng của tinh trùng đi. Và theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học của Hungary thì các anh nam giới mà đôi khi sử dụng laptop quá nhiều, đặc biệt là đặt ở trên đùi của mình thì cái tinh hoàn nó cũng bị nóng lên mà nó làm giảm cái số lượng của tinh trùng đi. Một số anh thì có cái thói quen đó là hay đi tắm xông hơi. Xông hơi thì cái nhiệt độ nó rất là cao, tầm 70 đến 80 độ. Thì cứ nhiệt độ quá cao thì tinh hoàn nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ không sản xuất tinh trùng. Vâng, vậy thưa bác sĩ, đối với trường hợp của chồng chị Mai Oanh, sau khi làm các xét nghiệm thì kết quả là chỉ có 25 triệu con tinh trùng và trong số đó là 30% còn sống. Thì không biết là với trường hợp này thì còn có cơ hội có con được hay không? Và nếu có thì cần có những biện pháp nào phù hợp ạ? Với trường hợp của chồng chị, vợ chồng anh chị Mai Oanh thì đầu tiên thì mình thấy rằng cái số lượng của tinh trùng có ra, tức là thì tinh hoàn có sản xuất được tinh trùng. Mình điều trị trong 2 năm vừa rồi thì rất nhiều những trường hợp là chỉ có gì 1 triệu, 2 triệu con. Đấy, sau đó thì dùng thuốc cũng đã lên được thì 180, 190 triệu con. Đấy, rất là lớn. Đặc biệt gần đây nhất thì mình có điều trị cho anh Nhữ Văn Nhã. Đấy thì đầu tiên năm 2017 chỉ có 3 đến 4 con tinh trùng trong cái mẫu cặn ly tâm thôi. Sau đó là năm 2018 xét nghiệm lại cũng chỉ cái số lượng rất là ít, chỉ có vài con. Mình cho dùng thuốc kích tinh trùng lên thì sau 2 tháng đáp ứng nó lên được 67,2 triệu con, xét nghiệm tại bệnh viện Medtech. Sau đó tiếp tục mình dùng thêm Esquimen, liệu trình kích tinh trùng tối ưu đến 2 tháng sau. Thì bây giờ đi xét nghiệm lại ngày 14 tháng 2 năm 2019 tại bệnh viện Medtech thì lên được 680 triệu con tinh trùng, thì hoàn toàn có thai được tự nhiên, rất là dễ và cái số lượng cũng đã lớn rồi. Thì với những trường hợp như của vợ chồng anh chị Mai Anh thì đầu tiên thì mình nghĩ rằng lên có thể dùng thuốc, các thực phẩm ăn uống kết hợp hỗ trợ đấy để nó làm tăng cái số lượng tinh trùng lên, điều trị khoảng độ 3 đến 6 tháng. Thì lúc đó nếu mà không được thì IUI cũng là một cái phương pháp rất là hay. Dạ vâng, và cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi ạ. Vâng, và chắc hẳn bây giờ khán giả của chương trình chị Mai Oanh đã tìm ra được cho mình những cái phương pháp và những cái biện pháp phù hợp với anh chị, và chúc anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được cái tin vui cho cuộc sống của mình. Và để được tư vấn kỹ hơn về các trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hoặc khán giả hãy liên hệ theo số hotline 0859 022 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Và xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn đã có mặt tại trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn chương trình và chào tất cả các quý vị khán giả đang đồng hành cùng chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Xin chào và hẹn gặp lại. Và quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.